Rồi, xin chào mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tô Huy Trung. Hôm nay bên em đang bán lại một con Toyota điện bay Previa sản xuất năm 1991. Xe thì hiện tại rất là đẹp, số tự động nha anh em, rất là đẹp, form dáng rất là ok. Xe thì biển 4 số một chủ từ đầu, biển Hải Phòng. Rút hồ sơ hoạt công chứng bình thường, xe giấy tờ hợp lệ. Xe trang bị 5 mâm đúc nguyên bản từ xe, rất là đẹp. Mâm đúc này là người ta đổ lên rồi, lên mâm của Honda rồi, rất là ok. Sườn xe bên ngoài thì rất là mỏng, vỏ còn rất là mỏng. Vỏ rất là mỏng. Mà xe hầu như nguyên bản rất là nhiều và chưa có một tí gọi là va chạm hoặc là đâm đụng, chưa ngập nước. Mà xe thì bên em bao cho anh em hết, đâm đụng ngập nước bên em hoàn tiền và trả lại xe. Xe thì nước sơn nó là màu lông chuột, rất là đẹp. Dòng Toyota này thì nó nhập Nhật Bản nên là nó rất là bền. Anh em mua về chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Xe là xe 7 chỗ 2 dàn lạnh, nhưng mà cốp sau đây anh em có thể bỏ rất là nhiều đồ, rất là rộng rãi. Đấy, cột kèo chỉ niễn thì còn nguyên đó nè, chưa một tí gọi là va chạm đâm đụng ngập nước. Đấy, chỉ niễn đây. Vết thì thông suốt còn rất đẹp. Sơn xi, sơn trong là sơn zin. Sơn zin còn rất là nhiều nha. Đấy, trong là sơn zin. Sơn zin còn hầu như là tầm 4 đến 50% thôi. Thì đời chín mấy rồi thì sơn zin là vậy, là xe nó phải quá là đẹp rồi. Ghế này có thể gặp lại chở hàng rất là ok nha anh em. Gầm bệ thì không một tí một mọt, máy móc nổ rất là êm. Đồ đạc nói chung là còn rất là đẹp. Gầm bệ đây không một tí một mọt nhé. Xe thì nó chạy cầu sau nên là nó rất là mạnh nha anh em. Máy 2.4 thì không hao xăng bao nhiêu đâu. Con này thì máy người ta canh chỉnh, em đưa thợ chuẩn canh chỉnh rồi, canh chuẩn xăng chuẩn gió nên là nó không hao đâu, rất là lợi xăng. Thất trong này đẹp khỏi phải bàn, rất là sạch sẽ và rất là đẹp, sáng sạch sẽ hết á. Xe thì một dòng này thì rất là rộng rãi, mình có thể mua về đi du lịch hoặc là rất là ok nha anh em. Mua về tân trang một tí đó thôi là mình có thể đi du lịch đây đó rồi. Bởi vì cái máy đó em mới vừa đại tu lại xong. Máy người ta mua về người ta đi, người ta đại tu, em mới vừa đại về em làm lại hết mớ rồi. Mới vừa đại tu máy móc ngon lành hết rồi. Nên là anh em khỏi phải bàn vấn đề về máy rồi, máy mình em bảo hành cho anh em. Còn xe thì đây, chất xe nó còn rất là đẹp. Sơn zin nó còn rất là nhiều. Sơn zin trong đây toàn mọi sơn zin hết nè. Bây cửa này cũng còn rất là đẹp. Em thấy không? Chỉ có 92 triệu thôi. Anh em nào thích thì cứ nhanh tay liên hệ số điện thoại 0905 356 663. Gần Tết rồi, anh em có những con xe nào mà mua về chở gia đình đông người ấy, mình đi Tết thì nó rất là ok, nó rất là hợp lý luôn. Xe nó vừa rộng rãi, xăng nó thì nó ăn hơn Innova một tầm tí bởi vì nó là số tự động. Nhưng mà máy nó mới phun xăng điện tử rồi nên canh chỉnh rất là ok rồi, nên là nó cũng không hao bao nhiêu đâu. Tầm cao lắm là 10-11 lít. Em đi em con em hay đi em hay biết. Nên là anh em yên tâm. Màn hình cũng mới về đây, màn hình mới nè. Đấy, chưa lột ni lông ra luôn nè. Đấy, em thấy không? Chưa lột ni lông ra nè. Đấy, lột ni lông ra là rất là mới luôn đấy. Màn hình này mới vừa thay xong. Lột ni lông ra anh em thấy không? Mới keng luôn. Mới vừa thay xong. Máy nè. Bật lên chìa khóa lên là máy phun xăng điện tử nè anh em. Máy nhích là nổ nè. Màn hình nè. Anh em nhìn chân ga chân phanh nè, còn rất là đẹp nha. Đấy, gương kính điện hoạt động tốt hết nè. Đấy, gương điện nè, gương auto xuống nha anh em, auto luôn nha. Đấy, máy móc máy lạnh điều hòa âm thanh loa đài rất ok luôn. Tắt bi cửa rồi đây, mà chỉ có 92 triệu thôi, em xả có 92 triệu thôi. Đóng mà rất là êm, xe đây rất là rộng rãi thoải mái nè. Hộp để đồ đây cũng rất là rộng rãi luôn. Bảo hiểm đăng kiểm mới hết nè. Đăng kiểm đến tháng 4 2021 nè, bảo hiểm cũng mới luôn. Cà vẹt em coi đăng ký bao nhiêu. Xe này năm 97 mới đầu bắt chạy anh em. Sản xuất năm 91 thôi, nhưng mà năm 97 mới đầu lăn bánh nè. Đấy, năm 97 mới đầu lăn bánh. Hộp để đồ rất là rộng rãi luôn. Anh em mình xe này mình trang bị mình đi du lịch thì nó rất là ok ha. Đi du lịch hoặc là đi đi du lịch hoặc là đi chơi Tết thì rất là ok, hợp lý luôn. Đó, màn hình đầy đủ hết nha anh em.
cam lùi nè, rất là rõ nét luôn anh em thấy không? Cam lùi, cam miếng lùi rất là rõ nét luôn. Xe rất là ok, tay lái đây, tay lái trợ lực đây. Ngồi bên phụ mà em có thể đánh được là anh em biết nó nhẹ cỡ nào rồi. Rất là nhẹ nhàng luôn. Âm thanh rất là hay. Vừa lên màn hình cho anh em luôn nè, đèn đuốc anh em nhìn đây, đèn nè, đầy đủ hết nè, đồng hồ chính xác giờ 2:40 luôn đấy, chuẩn không? Xe đẹp như thế này nỉ nít trần rồi, còn mới hết em à, mới hết á, còn rất là đẹp. Ghế cũng nhìn giống rất giống cái thể thao đây. 92 triệu thôi, em nói thật anh em, kiếm con xe bị đi bay mà đẹp chất 92 triệu rất là khó. Nên là em bán cái giá này, bán giá xả cho anh em là giá em thu vốn thôi, chứ cái giá này rất là hợp lý rồi anh em à. Nên là anh em nào mà thích thì alo cho em, chứ anh em mà trả giá thì tội em lắm đấy. Xe thì bên em chỉ bán lấy lại vốn thôi, cái xe đầu tư cũng rất là nhiều rồi, nội thất rồi máy móc làm lại hết rồi, anh em về có đi thôi. Anh em nhìn ốc nè, còn nguyên hết rồi, tem tiết rồi còn đẹp hết. Gầm bệ đây, gầm bệ mới hết nè, gầm bệ đây. Máy nằm dưới đây anh em, máy nè, máy nằm dưới đây. Sườn xây còn nguyên. Con xe mà đẹp như thế này mà nó chỉ có 92 triệu thôi, nó thật anh em bỏ qua thì rất là phí, em nói thật. Đấy. Máy móc thì rất ok, cột kèo còn nguyên, chưa đâm động, chưa ngập nước. Đấy, cột kèo nguyên đây. Đấy. Chưa một tí đâm động ngập nước nha anh em, bình cũng mới vừa thay xong. Đấy, tem tiết đồ còn nguyên hết nè. Cột kèo đây. Đó. Một con xe mà đẹp nó riêng như thế này mà chỉ có 92 triệu thôi, nó thật anh em mà đam mê đĩa bay hoặc là biết về cái dòng đĩa bay này á, thì em nói thẳng cho anh em biết luôn, cái dòng đĩa bay đi rất là sướng, rất là êm. Đấy, sướng, êm, đầm, chắc, mạnh. Đấy, anh em nào mà đi rồi mới biết cái dòng đĩa bay nó sướng, còn anh em mà chưa đi thì không nên nói vậy. Còn xe này em mới vừa làm máy xong. Đấy, máy móc làm bảo đảm cho anh em luôn, vừa thợ chuẩn canh chỉnh xăng rồi, nên là chạy rất là ok, đạp rất là ngọt. Đó. Con này thì cao lắm là tầm 8, cao lắm và đường tổng hợp luôn là tầm 10 lít, còn đường mà anh em mà đạp vừa chạy bình thường tầm 9 lít thôi. Đó. Khóa mốt này, khóa mốt mới, bỏ mốt mới cho anh em luôn này. Đầu tư rất là nhiều thứ nhưng mà nay bán chỉ lấy lại vốn thôi chứ không lời. Đó, khóa rồi đó, mở đây. Rất ok cho anh em luôn mà chỉ có 92 triệu thôi, anh em nào thích thì cứ nhanh tay liên hệ nhé. Đấy. Toyota đĩa bay 1991, đăng ký 1997, 597 bắt đầu lăn bánh. 92 triệu. Anh em nào cần liên hệ ngay số điện thoại 0905 356 663 xem xe tại Đại Lộc Quảng Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh Quán ô tô Huy Trung. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua. Cảm ơn rất là nhiều.